Xin chào toàn thể tất cả các bạn nha. Xin chào toàn thể tất cả các bạn. Đây là cái môi mà học viên của mình phun vào tối ngày hôm qua. Thì đây là cái môi cách được 10 tiếng nha. 10 tiếng ha. Qua tới nay chắc 10 tiếng ha. Tối qua giờ sáng nay thì mình quay để cho các bạn chúng ta xem môi này được 10 tiếng đồng hồ ha các bạn. Đúng là 10 tiếng đồng hồ chính xác. Đó. Môi rất là dễ thương. Cười lên đi em ơi. Đây các bạn, mình quay cho các bạn xem ha. Môi này là môi thâm cấp độ 4 nha các bạn. Môi thâm cấp độ 4 và bạn ca này là ca khó nha, thâm và không có đồng màu. Và bạn Hằng học viên của mình đã thử thâm môi cho khách đây các bạn. Bạn Hằng đã làm cho khách nha. Đó, mình quay cho các bạn chúng ta xem. Cười đi, nghe răng tới xíu cái nè. Nghe răng hơi hơi kìa. Không nhai răng đi, không sao đâu con. Đó các bạn, rất đẹp nha. Ok, rất là đẹp. Cười nhai răng tí xíu đi. Đó, các bạn nhìn thấy không? Nhìn rất là đẹp ha. Rồi, hơi hở răng cơ miếng nè. Để cô Lương Hồng cô lấy hình trên màn hình trên. Đó, thầy sẽ làm cho cái răng của mình trắng là rất là đẹp em ha. À, cực đẹp luôn. Đây, bữa nay làm môi đẹp quá thì bé khách hàng này muốn qua làm thêm chân mày nữa đó các bạn. Đó, quá trời tuyệt vời luôn ha. Thử con làm cái môi này con có cảm thấy hài lòng không? Không nói đi, nói cho trên mạng người ta biết. Vậy có. À vậy hả, con có thích không nè? Dạ thích. Vậy con có ngắm nhiều không? Ngắm nguyên đêm. Ngắm nguyên đêm đó các bạn thấy không? Bởi vậy á. Đẹp là mình phải ngắm hoài. Đúng rồi. Nữa mình làm nhiều cái khác nữa. Đúng rồi, chính xác. Đó, làm đẹp á là không, nhiều khi á không phải tự mình, nhiều khi tự mình. Phải đẹp. Tự mình không thể làm đẹp được đúng không các bạn, mà mình phải đi đến hôm nay để mình làm đẹp được. Tự mình đó là chất lượng uy tín. Và không các bạn, không, môi cấp độ 4 mà bạn Hằng làm các bạn thấy không hề tổn thương môi luôn đúng không, không tổn thương môi, không chảy máu, không gì hết luôn, không sưng luôn đúng không con. Ngày hôm qua không hề sưng tí xíu nào luôn, mà qua về gấp quá quên chụp hình, quên chụp luôn. Không nhớ để chụp luôn, hồi cho cô mượn cô chụp hình để cô lấy tài liệu nha. Để cho bạn Hằng còn quảng cáo tiệm của bạn Hằng, tại môi này môi bạn Hằng làm mà. Đó. Ok rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Con có cảm nghĩ gì sau khi con được một cái đôi môi đẹp không? Cảm thấy như thế nào? Thích quá cô ơi. Thích quá cô ơi hả? Ok, quá dễ thương luôn các bạn ha. Thích quá cô ơi. Rồi ok, rồi con bye bye các bạn trên Facebook đi, trên YouTube đi. Rồi bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Rồi và ở đây có một bạn cũng đang ngồi nè các bạn. Đang ngồi ngồi tập đánh nè. Đang ngồi tập đánh chân mày nha các bạn ha. Đó, đang ngồi tập đánh chân mày đây. Đó. Rồi ok, bye bye, chào các bạn nha.